Xin chào các bạn! Du lịch Đà Nẵng thì không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh đẹp mà ẩm thực nơi đây cũng là điểm nhấn. Vậy bạn đã biết ăn sáng ở Đà Nẵng thì nên ăn những món gì và ở đâu hay chưa? Hãy xem ngay video này của Blog Travel Việt để nằm lòng những quán ăn ngon được người dân địa phương mách nước bạn nhé! Một. Quán mì Quảng Bà Vị. Địa chỉ số 166 Lê Đình Dương, quận Hải Châu. Giá từ 30.000 đồng đến 55.000 đồng trên một phần. Đây là quán ăn sáng Đà Nẵng lâu đời và chỉ chuyên phục vụ một món duy nhất, chính là mì Quảng. Thực đơn ở quán khá là đa dạng cho du khách lựa chọn như là mì tôm thịt, mì gà, mì sứa, mì bò, vân vân. Và điểm đặc biệt là miền hương vị của mì Quảng Bà Vị phải kể đến những miếng thịt to bản, tẩm ướp đậm đà, ăn kèm với nước dùng béo ngậy, khiến ai ăn một lần cũng phải nhớ mãi. 2. Quán mì Quảng Bà Lữ. Địa chỉ K90/8 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Giá thành từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng trên một phần. Thêm một quán ăn sáng Đà Nẵng ngon mà phục vụ mì Quảng ngon, bạn có thể tham khảo chính là mì Quảng Bà Lữ. Còn cũng phục vụ thực đơn tương tự như quán mì Quảng khác, tuy nhiên có lẽ là nhờ hương vị món ăn, nguyên liệu thịt tươi ngon, sợi mì thì dai, ăn cùng với nước sốt đậm đà, có vị chua ngọt khác lạ mà quán trở nên nổi tiếng. 3. Quán bún chả cá Bà Lan. Địa chỉ số 94 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bún chả cá Bà Lan là một địa chỉ ăn sáng ở Đà Nẵng khá quen thuộc đối với dân sành ăn. Điểm cộng ở đây chính là một tô bún đầy ắp với hương vị đậm đà của nước dùng, vị ngọt của thịt chả cá, vị béo của nước dùng, vân vân, khiến ai ăn rồi cũng khó lòng mà quên được. 4. Quán bún chả cá số 109 Nguyễn Chí Thanh. Địa chỉ số 109 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu. Giá từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng. Giờ mở cửa từ 7 giờ cho đến 22 giờ. Đây là quán ăn sáng Đà Nẵng cũng khá là lâu đời, được rất nhiều người dân trong vùng thường xuyên tới ăn. Mặc dù thành phần cũng không quá đặc biệt với những nguyên liệu quen thuộc như là bún, chả cá. Tuy nhiên chính chất lượng đồ ăn và hương vị đậm đà của quán này khiến quán được lòng rất nhiều du khách. 5. Bánh mì chấm 3T Chu Văn An. Địa chỉ số 26 Chu Văn An, quận Hải Châu. Giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng. Giờ mở cửa 6 giờ cho đến 10 giờ. Bánh mì chấm 3T là món ăn sáng ở Đà Nẵng khá lạ, tuy nhiên lại được rất nhiều người yêu thích. Một đĩa bánh mì chấm thì giá chỉ từ 10.000 đồng mà lại có đầy đủ 3T, chả, trứng cút, ăn kiểu chấm sốt 3T đậm vị rất là đặc biệt. Ngoài ra thì quán còn phục vụ cả xôi chả với thịt. Với mức giá thì cũng chỉ từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng trên một suất. 6. Bánh mì thịt nướng Cô Linh. Địa chỉ đối diện số 177 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu. Giá từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng. Giờ mở cửa từ 6 giờ cho đến 22 giờ. Quán ăn sáng Đà Nẵng này thì mở cửa cả ngày và có vị trí nằm ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh trong trung tâm thành phố, cho nên được khá nhiều người biết đến. Điểm cộng của bánh mì thịt nướng Cô Linh chính là chiếc bánh mì nóng giòn, kẹp thịt nướng đậm đà, nước sốt thì thơm ngon, khiến ai ăn một lần cũng muốn mua thêm hai. 7. Xôi gà Bà Vui. Địa chỉ số 55 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Giá tham khảo từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng trên một phần. Xôi gà Bà Vui là một trong những quán ăn sáng ngon nhất ở Đà Nẵng, có truyền thống khá là lâu đời. Xôi ở đây được nấu dẻo thơm và không hề bị khô, thịt gà thì mềm, dai, không bị bở. Nước chan ăn kèm thì cũng đậm đà, cho nên rất được lòng thực khách. 8. Quán Vân, bún mắm thịt quay. Khoảng giá từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng trên một người. Nằm ở K23/14 Trần Kế Xương, quán Vân là một trong những quán ăn sáng Đà Nẵng chuyên phục vụ các món bún mắm thịt quay, tai mũi, nem chả, bánh tráng cuốn thịt heo, vân vân, với giá cả vô cùng hợp lý. Tô bún của quán Vân thì với rất nhiều loại nguyên liệu kết hợp từ bún, mắm, thịt, rau, nước sốt, ăn rất ngon và vừa vặn, chắc chắn sẽ khiến bạn hoàn toàn hài lòng. 9. Quán Lân Béo. Địa chỉ số 156 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu. Khoảng giá 50.000 đồng đến 60.000 đồng cho một người. Lân Béo là quán phở nổi tiếng ở Đà Nẵng, chuyên phục vụ phở các loại và lẩu bò, được chế biến theo công thức gia truyền với hương vị đậm đà, thơm ngon, khiến bao thực khách phải mê mẩn. Chắc chắn những tô phở thơm ngon của quán ăn sáng Đà Nẵng này sẽ giúp bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng đấy nhé. 10. Quán bún riêu cua. Địa chỉ số 31 Chu Văn An, quận Hải Châu. Khoảng giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng cho một người. Quán đặc biệt chỉ mở vào buổi sáng, cho nên muốn ăn thì các bạn phải tranh thủ dậy sớm một chút nhé. Nhiều thực khách nhận xét thì đây là quán bún riêu ngon nhất ở Đà Nẵng, bởi nước dùng không những thơm lại vừa vặn, khiến bạn nếu đã thử một lần sẽ không thể quên được. Và nếu có dịp đi du lịch Đà Nẵng thì đừng quên ghé quán ăn sáng ngon nhất ở Đà Nẵng này nhé. Hãy nốt lại 10 quán ăn sáng Đà Nẵng ngon bổ rẻ mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu đến bạn để từ từ trải nghiệm ẩm thực của Đà Nẵng bạn nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.